Thiền viện Trúc Lâm An Giang nằm tại khu du lịch Lòng Hồ 2, thuộc ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, với diện tích gần 15 hectare. Ngôi chùa được xem là một trong những biểu tượng thể hiện niềm tự do tín ngưỡng mãnh liệt đối với mọi người dân nơi đây. Thiền viện Trúc Lâm được biết theo phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật Trần Nhân Tông. Ông là một vị vua đã lãnh đạo và cùng nhân dân ta đứng lên kháng chiến chống Mông Nguyên xâm lược. Sau khi đất nước được bình yên, nhà vua nhường ngôi cho con trai và đến núi Yên Tử và sau này sáng lập nên ngôi chùa Thiền viện Trúc Lâm lúc bấy giờ. Thiền viện Trúc Lâm An Giang nối dòng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử với sự khai sáng của nhà vua Trần Nhân Tông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni Phật tử chuyên tâm tu thiền, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân, vừa tạo thêm cảnh quan du lịch sinh thái cộng đồng, góp phần lưu giữ và phát huy những nét văn hóa, những giá trị đạo đức của tiền nhân, nhất là tiếp nối tư tưởng dòng thiền Trúc Lâm. Năm 2017, Thiền viện Trúc Lâm được khởi công xây dựng bao gồm hai khu vực chính là khu nội diện và khu ngoại diện với tổng diện tích khoảng 11 hectare. Trong đó 4 hectare là khu ngoại diện, bao gồm thiền đường, chánh điện và hội trường. Ngôi chùa được xây dựng với lối kiến trúc độc đáo theo Phật giáo và có sự giao thoa với các triều đại Việt Nam thời xa xưa. Ngoài ra, khuôn viên của ngôi chùa để lại ấn tượng với không gian rộng rãi, trong xanh thoáng mát, cùng phần gạch ngói đỏ âu toát lên vẻ uy nghiêm tráng lệ. Thiền viện Trúc Lâm được thiết kế với lầu chuông và lầu trống, lấy cảm hứng từ kiến trúc chùa chiền Việt Nam trong thế kỷ thứ 3. Điều này làm nổi bật vẻ đặc trưng của nền văn hóa Phật giáo tại Việt Nam. Thank you.
cổng chính đi vào, bạn sẽ bắt gặp được ngay hình ảnh đầu tiên là một khoảng ao rộng. Bên trong ao có trồng sen, không chỉ làm tôn lên vẻ đẹp thanh tịnh, mà còn tạo nên địa điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều bạn trẻ khi ghé thăm thiền viện. Bạn có thể đem những con cá chép, cá trê phóng sinh tại hồ này để tránh bị người dân bắt lại. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mua thức ăn cho cá tại khu vực hồ này. Ngay lập tức, bạn sẽ cảm nhận sự thư thái trong tâm hồn vì đã làm được điều gì đó có ích với chúng sanh thiên nhiên. Hòa mình vào không gian tĩnh lặng của thiền viện mà buông bỏ những mặc niệm của bản thân. Chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm khiến bạn hạnh phúc nhất trong chuyến hành trình này. Khuôn viên của thiền viện rộng rãi, không gian thoáng mát, nhưng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm nơi thiền môn với lối kiến trúc hiện đại hòa với cổ kính. Các sư thầy theo dòng thiền phái Trúc Lâm cho biết, nơi đây là chốn non nước hữu tình, núi xanh mây trắng, bát ngát thinh không, dễ làm cho lòng người mở rộng bao dung. Thiền viện Trúc Lâm An Giang không chỉ là điểm đến của tăng ni Phật tử, mà còn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong vùng, cũng như là nơi chiêm bái tâm linh. Công trình với lối kiến trúc văn hóa đặc trưng lại được xây dựng trên địa thế núi non sông nước hữu tình, sẽ góp phần thu hút du khách thập phương đến chiêm bái tham quan. Khi đến đây, bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành và sự tĩnh lặng. Cảnh vật nơi đây giúp giảm bớt căng thẳng sau những giờ học tập, làm việc. Đặc biệt với phong cảnh đẹp, nhiều bạn trẻ có thể lưu lại những bức ảnh để làm kỷ niệm.